Xin chào mọi người, các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Lét. Tôi là tình viên Tuấn Tài. Hiện tại Tài đang có mặt tại nhà hàng Firework ở số 61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì sau các quá trình lắp đặt cũng như cân chỉnh và thiết kế thì Bảo Châu Lét đã hoàn thiện và bàn giao thiết bị sản phẩm cho nhà hàng Firework để vận hành. Thì xin mời các bạn hãy theo chân Tài vào nhà hàng Firework để xem các thiết bị và cũng như vận hành khả năng của bộ dàn thiết bị. Xin mời các bạn hãy theo chân Tài. Thì Bảo Châu Lét đã tư vấn cho nhà hàng sử dụng một cặp loa RCEP X-Max 10 cho không gian ngoài trời này để đảm bảo chất âm tốt nhất. Còn ở phía trong của nhà hàng thì Bảo Châu Lét đã tư vấn và lắp đặt là 8 chiếc loa Anto TS310 và 2 sub BEKW151 BAT40 và sẽ có một bàn DJ Pioneer RR để có thể tối mỗi tối cuối tuần thì nhà hàng Firework có thể đánh DJ để tăng cái không khí vui vẻ của nhà hàng. Và sẽ có một tủ thiết bị quan trọng để xử lý của bộ dàn của nhà hàng Firework. Mời các bạn hãy vào tủ thiết bị. Và đây là tất cả thiết bị để vận hành âm thanh của nhà hàng Firework. Tủ thiết bị của nhà hàng Firework Pagas sẽ gồm một bàn mixer Anto Line 802, một van số ABK9009, một quản lý nguồn Pegasau M8 và hai cục đẩy công suất AAB8004. Và sau đây xin mời các bạn hãy trải nghiệm chất âm của bộ dàn của nhà hàng Firework. Thì vừa rồi quý vị và các bạn đã trải nghiệm chất âm cũng như xem chi tiết về bộ dàn thiết bị của nhà hàng Firework. Quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn về thiết bị âm thanh, hãy liên hệ với số tổng đài của Bảo Châu Lét là 1900 0255 để được tư vấn tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi review tiếp theo của Bảo Châu Lét.